Trong video này thì chúng tôi xin kính dự với quý vị và các bạn về toàn bộ quá trình thi công xây bậc cấp của một cái cầu thang bộ bằng gạch đinh. Thì đây là chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem toàn bộ các quá trình thi công, các bước thực hiện, các lưu ý cũng như là những cái thông số cơ bản của một cái cầu thang của công trình biệt thự. Thì các bạn có thể xem, chúng tôi sẽ quay những cái cầu thang mà chúng tôi đã xây bậc cấp xong rồi, hay để mình xem một cái bậc cầu thang mà bậc cấp hoàn thiện chúng ta đã xây xong rồi thôi. Đó là quá trình xây. Thì cái đây là cầu thang lưỡng, cầu thang xoắn tại một công trình biệt thự. Thì những cái cầu thang xoắn này thì nó tạo cái điểm nhấn cho công trình. Một thì chúng ta sẽ sử dụng những cầu thang dít dắt, hai thì chúng ta sẽ sử dụng cầu thang xoắn, hoặc là chúng ta kết hợp cả dít dắt và xoắn luôn để nó phù hợp với những cái kiến trúc của một cái căn biệt thự. Đây là quá trình chúng ta thi công xây bậc cầu thang. Cái bậc cầu thang này thì chúng tôi đã có những cái tính toán rất là kỹ từ cái phần cốt, phần bê tông. Sau đó thì chúng tôi đã đổ xong thì chúng tôi tiến hành xây bậc cấp thôi. Tôi sẽ đo, tôi sẽ lấy cái cây thước đo cho các bạn xem. Nó bị mắc cái tay rồi. Tôi sẽ lấy chậu xíu để chúng ta sẽ đo. Chúng ta sẽ đo cho các bạn xem về cái phần kích thước. Đây, chúng ta sử dụng những thước để chúng ta đo. Đây là chúng ta sẽ xác định vì tại vị trí này là những cái góc bo tròn của cái cầu thang sáng, nên chúng ta chỉ xác định cái chiều cao cũng như bề rộng của cầu thang. Thì đây là bề cao chúng tôi, thì chúng tôi sẽ 16/8 ly. Lúc mà chúng ta hoàn thiện nó sẽ là 16/8 ly. Những cái bậc cấp này nó khá là chuẩn, sẽ lên trên chúng ta đo cái bậc cấp này về chiều cao. Thì cái chiều cao này chúng ta sẽ tính toán kỹ. Chiều cao chỗ này nó hơi bị thấp nên nó hơi nhiều, 16/8 ly 17 phân. Trên nào không có rất là ít. Đây, tôi sẽ quay 16/8 ly chuẩn. Về rộng này thì đây là một cái nhà biệt thự, diện tích đất rất là lớn, nên việc bố trí chiều rộng bậc thang thì chúng ta nên cho nó rất là rộng ra để một cái không gian nó thoải mái. Thì cái kích thước nhà khá lớn để nó phù hợp với kích thước nhà của mình. Thì đây chúng tôi còn thua là 98 phân, thì chúng ta hoàn thiện nó ra tầm 1 mét. Cầu thang của nhà biệt thự 1 mét là rất là rộng rồi, ok, đi rất thoải mái, hợp lý rồi. Về ngang chiều cao, đây là chiều ngang của bậc. Các bậc này thì thường thường là một cái nhà phố bình thường thì những cái chiều ngang bậc thì người ta thường bố trí là tầm khoảng 25 phân. Thì khi chúng ta làm đá thì nó ra cái môi phía trước tầm khoảng 2 phân, nữa là 27, là hợp với cái chiều dài của bàn chân của một người lớn trưởng thành, đi nó không có bị hụt cái gót chân. Còn đây thì những cái công trình này thì chúng tôi bố trí nó tới 27 phân, còn thì là 28 thì ra 2 phân của chỉ đá nữa thì thành 30 phân. Thì cái kích thước này thì chúng ta đi rất là thoải mái cái chân rồi, nó không có bị hụt chân. Thì chúng ta công trình rộng nên chúng ta có quyền mà thì thiết kế những cái bậc thang nó dài, nó rộng như thế này. Đây là cái góc cua bo thì chúng ta cũng tính toán thôi. Chúng ta chia cái góc, ta sẽ kéo từ cách chia của bậc thang này ngay góc cua, ta sẽ xác định có bậc đầu trên cùng và bậc cuối dưới cùng. Ta sẽ kéo từ cái góc giữa bậc đầu tiên và cuối cùng, và sau đó chúng ta chia theo từng đoạn đều nhau thôi. Và sau đó chúng ta xây từ cái góc đến những cái đoạn chúng ta chia là nó sẽ giáp vào trong cái tường bên trong, mà thì nó sẽ chia thành đều những cái bậc mà chúng ta đi rất là thoải mái. Đó là cách chia những cái góc. Còn bên trên, để chúng ta thi công một cách thuận tiện nhất thì chúng ta nên sử dụng những cái cỡ. Đó, các bạn có thể thấy đây là những cái cỡ mà anh thợ chúng tôi đang làm. Đây là những cỡ gồm có bề rộng bậc, bề cao bậc, cái thành luôn. Nó giống như là một cái ke luôn á. Chúng ta làm rất là nhanh. Chúng ta đặt nó lên, chúng ta ngồi lên luôn. Chúng ta phả hồ và chúng ta đặt gạch. Xong bậc nào thì chúng ta lót ván bên dưới để chúng ta di chuyển lên trên nó, những cái bậc mới thì nó không bị ảnh hưởng. Chúng ta làm tới. Nhưng mà lưu ý thì việc xây phần khô này thì nó rất nhiều, mỗi lần đấy chúng ta sẽ sai sót một ít, nên việc kiểm tra lại thường xuyên trong lúc chúng ta thi công xây bậc là cực kỳ quan trọng.
Bởi vì mỗi bậc là mỗi tầm vài ly thôi, nhưng mà nó lên tới phần cái bậc cuối cùng thì rất là nhiều rồi, nên các bạn lưu ý kiểm tra liên tục. Nó sẽ lên trên để chúng ta xem. Đó, các bạn thấy, để ý là những cái bậc cầu thang nên xây toàn bộ bằng gạch đinh. Bởi vì sao? Bởi vì những cái cầu thang mà chúng ta xây chỉ có mặt nằm ở trên bằng gạch đinh, chúng ta không quan tâm những cái gạch ở bên dưới, thì việc khi chúng ta thi công những cái cầu lan can cầu thang á, nó bên hông, bên má bên hông, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ cứng chắc của những cái lan can, nó sẽ dễ bị lung lay, nó yếu, độ bám, cái độ cứng vững của cái lan can nó sẽ bị hạn chế rất nhiều. À, thì đây chúng tôi sẽ sử dụng những cái gạch đinh, chúng ta xây luôn, xây bít. Thì cái lỗ gạch đinh nó cũng có nhưng mà nó nhỏ, nó ít. Sau này chúng ta nếu mà chúng ta trúng thì chúng ta sẽ chỉ cần đục nhẹ qua, chúng ta phả ít bê tông hoặc hồ vào thì chúng ta sẽ nó cứng. Tại chúng ta thi công rất là dễ. À, đây chúng ta đang di chuyển lên bên trên. À, nhờ anh em lên trên tí. Dạ, thằng nó khá là. Một tay cầm máy mà một tay gì chỉ thì rất là khó. Rồi sau một hồi cố gắng tôi đã lên được bên trên. À, các bạn có thể xem từ bên trên xuống dưới. Ban cầu thang chúng ta hoàn thiện rất là đẹp. Thì cái này là ban buổi trưa buổi chiều, trời cũng nắng nên là việc ánh sáng mặt trời nó cũng sẽ bị chói. À, chúng ta quan sát và sẽ quay cận cảnh cái bước thi công, các bạn có thể xem. Đây, ta xem. Rồi sẵn cái vật tư lên bên trên luôn, gạch thù. Việc đưa vật tư từ bên trên xuống dưới nó rất là khỏe hơn nhiều khi chúng ta đưa từ dưới lên trên. Nó thuận tiện chúng ta làm, chúng ta chỉ cái đưa lần hồ xuống bên dưới gạch. Chèn những cái viên gạch tiếp rồi vào của cái bậc. Những cái dụng cụ không thể thiếu là những cái thước thủy này, thước đo, là những cái thước mà kê góc. Kê góc ở đây thì chúng tôi đã đóng một cái hộp rồi nên chúng ta không cần cái thước kê nữa. Đây cần những cái thước thủy và những cái thước đo, thước hồ này, thước dài nữa là được thước nhôm. Đó, sau khi đặt những cục gạch xong, chúng ta sẽ tiến hành phá hồ lên trên để chúng ta phiêu đầy những cái vị trí giữa những cái viên gạch để cho bậc cầu thang nó rất là cứng cáp, nó không bị sụp xịt khi chúng ta di chuyển nhiều, hoặc là sau này chúng ta làm những cái vật tư hoàn thiện ở bên trên. Thì chúng tôi sẽ cũng không nói nhiều những cái quá trình thi công, thì những nhà thầu hay là những người mà muốn biết chính xác thì chúng ta nên quan sát trực tiếp cái thi công thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Cái việc đo cái thước bao nhiêu thì chúng tôi sẽ đã có tầm những cái bản vẽ thiết kế rồi, chúng ta cứ theo những bản vẽ mình chúng ta làm thôi. Chỉ là những cái phần thi công phần khô, mà việc xây cái mặt cầu thang này thì khá là đơn giản như chúng ta đã thi công phần khô chuẩn. Đây là cái hộc, chúng ta sẽ xong mặt này chúng ta sẽ đặt lên. Đó, chúng ta sẽ có những cái cỡ của những cái chiều rộng mặt. Chúng ta sẽ đặt cái ke luôn. Đóng những cái này thì cực kỳ tốt á, cực kỳ phát minh, rất là hay. Chúng ta thi công một cách xây bậc cực kỳ nhanh. Chúng ta không tránh những sai sót. Xong rồi chúng ta sẽ lấy tấm ván, chúng ta đặt lên những cái bậc chúng ta mới xây xong. Chúng ta di chuyển. Cứ tiếp tục làm lên bình thường như vậy. Thì chúng ta làm nó rất là nhanh. Một ngày thì ảnh xây cái cầu này rất là thoải mái. Chúng ta sẽ kiểm tra liên tục. Mình sẽ có những cái dây hoàn thiện bên trên, dây cỡ bên trên. Đó, chúng ta sẽ đo xuống cho từng bậc luôn. Chúng ta biết chắc chắn là những cái thứ chúng ta thi công thì nó sẽ không bị sai sót. Đó, chúng ta để chắc cái đấy, chúng ta sẽ sóc chặn cái cốt pha lại để nó khỏi bị chạy cái hộc của mình đó. Công tác thi công giống như xây bậc cầu thang
rất là nghệ thuật. Trong thì cũng như một nghệ sĩ vậy. Xong rồi đó là những giống cái con tâm thần. Kiểm tra, liên tục kiểm tra. Chúng ta phải đảm bảo nó thật chuẩn một phần thô, thì lúc đấy chúng ta đi thi công hoàn thiện bên trên sẽ rất là chuẩn và nhanh, dễ. Để cần chỉnh sửa khi hoàn thiện mặt đá bên trên. Với thi công cơ bản là vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh.